Ông Park Hang-seo sáng cửa trở thành huấn luyện viên của tuyển Hàn Quốc. Ông Chu Se đích thân sang Nhật Bản xem dò công phượng. Tuyển Việt Nam vào mục tiêu vươn tầm. Ông Park Hang-seo sáng cửa trở thành huấn luyện viên của tuyển Hàn Quốc. Với lợi thế hiểu rõ tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đang được xem như là ứng viên hàng đầu để làm huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo sáng cửa ngồi vào ghế nóng. Huấn luyện viên Park hiểu rõ tuyển Thái Lan và đủ tiêu chuẩn để làm huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Hàn Quốc cho loạt 2 trận đấu vào tháng tới. Tờ FN News của Hàn Quốc chia sẻ chiều ngày 25 tháng 2. Tương tự, tờ Sportkan giật tít trong bài viết lớn. Đối với hai loạt trận giao hữu trong tháng 3 gặp tuyển Thái Lan, liệu có nên giao phó tuyển Hàn Quốc cho ông Park Hang-seo? Hầu hết tờ báo lớn tại Hàn Quốc đều nhấn mạnh, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam được xem là ứng viên hàng đầu để dẫn dắt tạm quyền tuyển Hàn Quốc. Thông tin này được đưa ra sau cuộc họp hôm 24 tháng 2 của Ủy ban tăng cường quyền lực của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc. Theo đó, phương án trước đó về việc bổ nhiệm một huấn luyện viên chính thức là người Hàn Quốc chưa khả thi vào lúc này. Những ứng viên hàng đầu đang được nhắm đến như là Hong Myung-bo, Kim Ki-dong hay Kim Hart-bon đều đang dẫn dắt các câu lạc bộ tại K-League. Do vậy, KFA sẽ rất khó để các đội bóng nhả người trong bối cảnh K-League sắp khởi tranh. Đó là chưa kể người hâm mộ các câu lạc bộ tại Hàn Quốc đã biểu tình phản đối dữ dội việc KFA kéo huấn luyện viên của họ. Do vậy, Ủy ban tăng cường quyền lực của KFA do ông Chung Hae-sung, cựu giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai, cựu huấn luyện viên đội Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu và các thành viên đã thống nhất thiết lập chế độ huấn luyện viên tạm quyền. Trước đó, huấn luyện viên tạm quyền sẽ dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thi đấu 2 trận vòng loại World Cup, gặp tuyển Thái Lan 2 trận trong tháng 3. Thậm chí là xa hơn, người này có thể cầm quân đội bóng xứ Kim Chỉ ở 2 lượt trận cuối cùng của vòng loại trong tháng 6 gặp tuyển Singapore và Trung Quốc. Từ Đông Á nhấn mạnh, ông Park Hang-seo và huấn luyện viên đội U23 Hàn Quốc Hwang Seong Dong Hong là hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tạm quyền. Ông Park được biết đến nhiều sau gần 6 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, giúp đội vào vòng loại 2 của World Cup 2022. Cơ hội của ông Park. Lợi thế lớn nhất của ông đó là hiểu rất rõ các đối thủ trong bảng đấu của Hàn Quốc. Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam thì ông Park từng giúp đội thắng tuyển Trung Quốc 3-1 tại sân Mỹ Đình, giúp đội tuyển thắng tuyển Singapore 4-0. Và với tuyển Thái Lan, ông đã cùng tuyển Việt Nam nhiều lần đối đầu với các đối thủ cùng khu vực từ vòng loại World Cup 2022, AFF 2020 và 2022. Nếu như đội tuyển Hàn Quốc thể hiện đúng được phong độ, việc giành vé vào vòng loại thứ 3 là không khó. Nếu như có một người hiểu rõ về các đội tuyển Singapore, Trung Quốc và Thái Lan, áp lực cho tuyển Hàn Quốc sẽ giảm bớt. Một thành viên của KFA đánh giá cao ông Park. Với ông Hwang Seong-dong Hong, chiếc đưa ra gây ấn tượng mạnh khi đang dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc giúp đội giành huy chương vàng ASEAN năm ngoái. Ông được đánh giá cao về tài năng nhưng nếu như kiêm nhiệm của đội lớn, khối lượng công việc của ông sẽ rất nặng nề. Lúc này thì U23 Hàn Quốc đang hướng đến giải U23 châu Á 2024, nơi cũng là vòng loại cho Olympic Paris 2024. U23 Hàn Quốc rơi vào bảng đấu nặng cùng với Nhật Bản, UAE và Trung Quốc. Do vậy, phương án dùng ông Hwang Seong-hong sẽ có rủi ro. Tuyển Thái Lan yếu hơn Hàn Quốc, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo được là Hàn Quốc sẽ thắng 2 trận đấu liên tiếp. Huấn luyện viên tạm quyền hay huấn luyện viên mới đều như nhau. Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền tối ưu cho trận đấu gặp Thái Lan là điều tương tự quan trọng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo là một trong những lựa chọn thay thế hiệu quả. Tờ Sportkan chia sẻ quan điểm. Theo lịch thì tuyển Hàn Quốc sẽ thi đấu 2 trận đấu gặp tuyển Thái Lan vào hôm 21 và 26 tháng 3. Huấn luyện viên Chu Se đích thân sang Nhật Bản xem dò công phượng. Ông Chu Se đã có mặt tại Nhật Bản để theo dõi công phượng thi đấu ở đội B của Yokohama. Kết thúc kỳ nghỉ ở quê nhà, ông Chu Se đã trở lại Việt Nam vào hôm 22 tháng 2 để bắt tay vào chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Hôm 22 tháng 2, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã có dịp ghé thăm buổi tập của Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, gặp gỡ một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng này trước trận đấu gặp Hà Nội FC. Đến ngày 23 tháng 2, ông Philippe Chu Se bay đến Nhật Bản. Mục đích của chuyến đi này chính là để theo dõi và kiểm tra phong độ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Yokohama ở giải J-League 2 2024. Ở trận đấu khai màn J-League gặp câu lạc bộ Renova Yamaguchi hôm qua, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký, nhưng sáng nay tiền đạo này đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu dành cho đội hình B của cả hai đội. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chu Se đã gặp gỡ, cập nhật thông tin và động viên Công Phượng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trước hết là có cơ hội được ra sân nhiều hơn tại J-League, qua đó tiếp tục phát triển bản thân để đóng góp cho đội tuyển quốc gia.
Công Phượng đã vắng mặt trong hai lần tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Chu Xê. Trước đó, tiền đạo người Nghệ An được gọi lên đội tuyển Việt Nam đã giao hữu với Palestine hồi tháng 9 năm 2023. Sau đó thì Công Phượng vắng mặt ở đợt tập trung tháng 3, trận giao hữu trong tháng 10 và đợt tập trung gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á gặp Philippines và Iraq ở tháng 11. Việc Công Phượng bị ông Chu Xê ngó lơ là điều dễ hiểu bởi tiền đạo này không thi đấu phút nào cho Yokohama FC tại J-League. Tuy nhiên, với động thái mới nhất từ ông thầy người Pháp, cơ hội trở lại đội tuyển của Công Phượng vẫn còn nếu như anh có được những màn thể hiện tốt ở mùa giải năm nay. Dự kiến thì Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Indo tại vòng loại World Cup 2026. Lượt đi trên sân Gelora Bungkano ngày 21 tháng 3 và lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam và mục tiêu vươn tầm. Đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị quay trở lại vòng loại thứ hai World Cup 2026 với hai trận đấu cùng gặp Indonesia vào các ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3 tới đây. Tại vòng loại thứ hai của khu vực châu Á, Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đội tuyển Iraq, Indonesia và Philippines. Sau hai lượt trận đầu tiên thì chúng ta có 3 điểm sau khi thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1. Với việc Iraq hạng 68 thế giới được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng mục tiêu thiết thực nhất của tuyển Việt Nam đó là cạnh tranh tấm vé nhì bảng. Theo như nhận định của các chuyên gia, muốn đạt được điều này, Việt Nam sẽ cần phải giành từ 12 điểm trở lên, tương đương với 4 trận thắng. Nếu không để Indonesia vượt mặt trong 2 trận đấu tới, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3. Thực tế, Indonesia ở thời điểm hiện tại không phải là đối thủ dễ chơi. Ở bán kết của SEA Games 32, tuyển U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xê từng bị U22 Indonesia quật ngã để giành và trở thành cựu vương của giải đấu. Tiếp đó, tại vòng bảng Asian Cup, chúng ta tiếp tục nhận thất bại trước đội bóng xứ Vạn Đảo với tỷ số 0-1 và đã bị loại. Hướng đến các trận đấu tái với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây, Indonesia có kế hoạch bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch. Nếu như điều này thành hiện thực, đội tuyển nước này sẽ có tổng cộng 12 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong đội hình. Vì vậy, nếu như muốn có được kết quả tốt trong hai trận đấu tới đây, chúng ta cần phải có được sự chuẩn bị rất tốt về mặt lực lượng, tinh thần quyết tâm cao và chiến thuật hợp lý hơn. Trong hơn một năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xê, bóng đá Việt Nam đã có sự thay đổi lớn ở đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Không chỉ về lối chơi mà còn về cả mặt nhân sự. Dù nhận thất bại tại một số giải đấu nhưng người hâm mộ cũng nhìn thấy những hy vọng trong việc kiên định với mục tiêu hướng đến sân chơi châu lục thế giới của huấn luyện viên người Pháp. Ông thực hiện nhiều giải pháp xây dựng lực lượng cho một mục tiêu xa và lớn hơn, chấp nhận hứng chịu chỉ trích để tạo nhiều cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Điều này góp phần tạo ra xung lực mới để tăng tính cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển. Hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 chắc chắn là không hề dễ dàng. Nhưng với những gì đang diễn ra, người hâm mộ có niềm tin về mục tiêu hướng ra thế giới và kéo theo đó là sự thay đổi thực chất về công tác đầu tư, đào tạo trẻ và huấn luyện. Đó là yếu tố cần phải có để đội tuyển Việt Nam vượt được ngưỡng an toàn, vươn lên ở tầm châu lục.